chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cậu Review. Và đây là chiếc Vsmart Arid Pro. Chắc có lẽ đã có rất nhiều kênh công nghệ mở hộp cũng như trên tay nhanh rồi, thì hôm nay mình mới có sản phẩm trên tay để gửi đến các bạn video. Và đây là chiếc Vsmart Arid Pro. Nói chung là ngoại hình ở bên ngoài này nó cũng không có khác biệt gì so với phiên bản thường đâu. Duy chỉ mặt trước đây thì các bạn nhìn thấy đây, nó sẽ không còn cái cụm camera selfie dạng giọt nước nữa. Thay vào đó thì nó sẽ có một cụm mà camera selfie được đặt ẩn ở phía bên dưới màn hình, giống như ở trên chiếc ZTE Asus 20 5G. Lát nữa thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái cụm cam selfie của sản phẩm này nhá. Thì về phần phụ kiện ở phía bên trong, nó cũng tương tự như ở trên chiếc phiên bản thường thôi. Đây mình sẽ khám phá xem phía bên dưới đây thì nó sẽ có thêm một cái hộp nữa. Và cái hộp này thì sẽ đựng chắc chắn là sẽ có ốp lưng silicone rồi, que chọc sim này và sách hướng dẫn sử dụng. Tiếp theo thì về phần phụ kiện phía bên dưới, nó sẽ có một củ sạc và đây sẽ là củ sạc nhanh với công suất là 18W. Tiếp theo một sợi dây cáp, cùng với đó là một tai nghe in-ear. Đây sẽ là cáp tai C nhá. Đó. Với toàn bộ phụ kiện của chiếc Vsmart Arid Pro cũng giống như ở trên chiếc Vsmart Arid phiên bản thường thôi. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về sản phẩm Vsmart Arid Pro. Ok, quay trở lại với chiếc Vsmart Arid Pro chúng ta. Đây, mình sẽ chuyển sang với cái màn hình trắng đây. Thì các bạn nhìn thấy nó đã không còn cái cụm camera selfie hình giọt nước rõ ràng nữa rồi. Mà thay vào đó, các bạn nhìn thấy đây nó vẫn có một ô khung. Và cái điểm ảnh ấy nó đã lộ rõ ra luôn rồi. Và ở đây nó sẽ đặt cái cụm camera selfie có độ phân giải là 20MP. Còn về form thiết kế chung ấy thì các bạn nhìn thấy nó vẫn giống như ở trên chiếc Vsmart Arid phiên bản thường thôi. Ở mặt sau đây thì nó vẫn là một cái màu xanh này. Và mặt lưng được làm từ kính nhá, bo cong cho cảm giác cầm nắm trên tay rất là thoải mái. Và cụm camera được đặt ở trong cái module hình vuông với 4 ống kính. Bao gồm cảm biến chính ấy thì sẽ có độ phân giải là 64MP này. Ống kính góc siêu rộng có độ phân giải là 8 chấm, ống kính chụp ảnh macro có độ phân giải là 2 chấm và ống kính cuối cùng là ống kính chụp ảnh chuyên dụng xoá phông. Và ống kính cuối cùng là ống kính chụp ảnh chuyên dụng xoá phông thì cũng có độ phân giải là 8MP. Nói chung là form thiết kế thì cũng không có gì khác biệt cả. Ở mặt trước đây thì nó vẫn là một cái màn hình Super AMOLED với kích thước đường chéo là 6,39 inch, độ phân giải là Full HD cộng, tần số quét màn hình chỉ là 60Hz mà thôi. Và mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về phần cụm camera selfie ở trên sản phẩm này nhá. Bởi vì nổi bật nhất ở trên chiếc Vsmart Arid Pro này đó chính là cái cụm camera selfie được ẩn ở phía bên dưới màn hình. Thì cũng giống như chiếc ZTE Asus 20 5G thôi, khi mà bật Live View lên thì nó vẫn có một cái lớp gì đấy lo chính là sương mờ phủ ở trên cái màn hình của cái phần Live View của sản phẩm này. Điều này là do cái điểm ảnh ở trên cái màn hình của sản phẩm này nó vẫn có và nó xuyên qua cái lớp kính ấy, vậy nên là nó vẫn có một cái lớp mờ giống như ở trên chiếc ZTE Asus 20 5G. Tuy nhiên thì Vsmart họ đã phát triển một cái công nghệ mới có tên gọi đó chính là AI Vcam Crystal. Thì khi mà chụp ảnh ấy, nó sẽ nhờ AI xử lý để đem lại cái chất lượng ảnh tốt nhất. Ở đây mình đã chụp demo thử một tấm này thì các bạn nhìn thấy đây. Nó sẽ không cho mình cái cảm giác sương mờ ảo nữa và cái độ chi tiết của nó cũng nổi bật lên rất là tốt. Tuy nhiên do nhờ AI xử lý thì các bạn nhìn thấy là cái độ chi tiết của nó cũng không còn giữ tốt nữa. Đây các bạn nhìn đấy. Và ảnh nó cho lên thì cực kỳ là bệt luôn. Đây thì mình chụp trong điều kiện đó chính là trong nhà với đèn, đó chính là đèn của studio. Tuy nhiên thì với cái cách xử lý này của Vsmart mình thấy nó khá là hay. Nói chung là chất lượng ảnh đem lại mình thấy còn tốt hơn rất nhiều so với chiếc ZTE Asus 20 5G. Còn về các tính năng thì nó cũng không có khác biệt gì so với chiếc Vsmart Arid phiên bản thường. Tuy nhiên thì cái công nghệ AI Crystal thì nó chỉ hữu dụng ở phần chụp thôi nhá. Còn quay video thì chất lượng của nó cũng vẫn như vậy thôi. Đây mình sẽ quay thử test một đoạn video. Và đây mình sẽ vào phần đó. Cái công nghệ AI Vcam Crystal nó sẽ không hoạt động nữa và nó chỉ xử lý ở trong điều kiện đó chính là ảnh chụp selfie thôi. Đó. Ok. Và đó là cái chia sẻ nhanh của mình về chiếc Vsmart Arid Pro. Còn lại thì mọi thứ về phần cấu hình,
mọi thứ như thế nào thì các bạn cũng đã rõ rồi. Nó sẽ được trang bị một chip đó chính là Snapdragon 730. Đi kèm với dung RAM có hai phiên bản bao gồm 6 hoặc là 8GB, 164 hoặc là 128GB. Viên pin thì có dù là 4000 mAh này, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 18W. Còn về phần mềm thì nó đang được chạy ở trên cái nền tảng đó chính là VS 3.0, dựa trên đó chính là Android 10, với cái giao diện gần như là thuần gốc Google và có tùy biến đi một chút thôi. Đó. Và đó là cái chia sẻ nhanh của mình về chiếc Vsmart Arif Pro. Và với công nghệ xử lý hình ảnh AI Vcam Crystal ấy, thì nó đem lại cái chất lượng ảnh selfie với cái cụm gao selfie ở dưới màn hình nó khá là ổn rồi. Và mình nghĩ với những bản cập nhật sau này thì cái công nghệ này nó sẽ đem lại chúng ta một chiếc ảnh là tốt hơn. Chứ những điểm đó chính là cái công nghệ này nó chỉ hoạt động với cái ảnh chụp selfie thôi. Còn nếu như mà quay video bằng camera trước ấy, thì nó sẽ không hoạt động nữa. Đó. Ok, và đó là cái chia sẻ nhanh của mình. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc Vsmart Arif Pro thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.